Và Mai Như Huỳnh mến chào quý khách và các tân mến ơi. Ngoài những cái cây mai chơi Tết á, thì em còn hàng loạt những cái giống mới, những cái giống mà rất là nhiều người ưa thích nha, nào là cúc, nào là dảo, rất là nhiều nha cả nhà. Rồi thì đầu tiên nè, hôm nay mình giới thiệu với cả nhà mình cái lô mai cúc gia đình nha. Hôm nay khách cũng hỏi quá trời luôn cái cúc gia đình nè cả nhà, và kết hợp với cái bộ rễ cực duyên luôn ha. Cả nhà thấy cái rễ không, cây nè, cây này bây giờ xum xuê cành nhánh luôn ha, mình vừa lấy bo được nè cả nhà, rồi tạo tán cho cây luôn, làm cho cây nó tròn đều luôn cả nhà. Cây như thế này 100.000 một cây ha. Ba cây em Huỳnh bao phí vận chuyển. Chiều cao của cây là khoảng cỡ 3 tấc nha cả nhà. Đó, có cây thì cũng khoảng 36cm nha. Rồi, cây thì cực đẹp luôn, tốt vô cùng. Đây là cúc gia đình, mặt hoa rất là đẹp ha cả nhà ha. Rồi bây giờ em giới thiệu một loại nữa, đó là thứ hai ha, đó là dạo đọt đỏ. Cái dạo đọt đỏ này em để cho nó cao hường hược như thế này luôn, và cái bộ rễ như thế này luôn đó, để cho cả nhà mình có thể về lấy bo và có thể tạo dáng bonsai được luôn. 80.000 một cây. 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển, 10 cây em tặng một. Bên đây em có dạo nhung luôn, dạo nhung luôn nha cả nhà. Đó, dạo nhung đây. Thì cây thế này là 80.000 một cây ha. 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển và 10 cây em tặng một. Rồi bên đây em có những cái cây mai xoắn nè cả nhà. Đây, mai xoắn của bên Quỳnh nè ha. Đó, xoắn nè cả nhà, xoắn rất là xoắn luôn, được ghép từ những cái cây xoắn cực xoắn á cả nhà. Đó, nó ra được những cái bo nè, cực kỳ khỏe như thế này luôn ha. Thì cây như thế này á là 125.000 cây, còn nếu 3 cây á là 350, em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Đó, xoắn nè mọi người ha. Cái bo á, cái chọt của nó cả nhà, nó rất là to luôn nè, to mấy ngón tay của Quỳnh luôn nè. Cây này cực kỳ to luôn ha. Đó. Rồi cao là khoảng 18cm luôn cả nhà. Đó, có mấy trăm cây xoắn luôn nha. Rồi bây giờ một loại nữa cả nhà. Nếu như ai mà thích tạo thế bonsai á, thì chọn cái cúc tư long này của Quỳnh á, nó cao hơn hược như vậy nè. Cao cỡ 5 tấc luôn á cả nhà. 5 tấc luôn á. Đó, có một số cao 5 tấc như thế này nè. Rồi tư long như thế này là chỉ có 80.000 một cây ha. 80.000 một cây. 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển, 10 em tặng một. Và cái cúc tư long này hoa nó đẹp vô cùng luôn cả nhà, và nở phùng nha, nở phùng. Còn em có cái form hổm rài bán nữa, đó là cái form tư long là lùng hấp đó, tàn nhánh như vậy ha. Ồ ô nó đẹp lắm luôn cả nhà. Thì loại này là 80.000 một cây nha. 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển. Rồi bên đây em có không nhiễm hoàng huyết long. Thì không nhiễm hoàng huyết long này á, cái hoa nó là coi như là nó đẹp vô cùng. Cái sắc hoa nó không có thay đổi mà màu rất sáng cả nhà, không có nhị và ít có rụng nữa, ít có rụng nụ nữa cả nhà. Thì cái không nhiễm hoàng huyết long này là 80.000 một cây ha. 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển, và 10 cây thì em sẽ tặng cho cả nhà mình một cây nha. Đây, không nhiễm hoàng huyết long. Rồi hôm nay em có một cái lô đại lộc nè cả nhà. Đại lộc này là gốc đẹp, cành nhánh đẹp, lấy bo đó. Nụ thì em thấy bây giờ nó cũng ôm quá trời nụ rồi, cả nhà mình có thể sưu tầm đây đó, lấy bo ha. Loại này thì đế đẹp cả nhà. Đây rồi, cây như thế này thì em thấy là nó quá trời đẹp luôn nè. Rồi cây như thế này là 80.000 một cây nha cả nhà. Và 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha. Đây, đại lộc đó, lấy bo được nha cả nhà. Rồi em qua một loại nữa, đó là dảo nu sù ha. Dảo nu sù đây. Dảo nu sù thì 150 cây mọi người ha. Cây này bây giờ cao cũng 3 tấc nha. Có cái đế đẹp nè cả nhà. 150 cây. Nu sù ghép chỗ nào nu chỗ đó. Rồi em có một loại nữa nha cả nhà. Một loại nữa đó là bông đội bông. Đây, hai tầng mà của bông đội bông á, hay là còn gọi hai tầng hoàng hậu á cả nhà. Thì loại này em thấy là rễ đẹp, cành nhánh đẹp nè, chúng ta lấy bo được ha. 80.000 một cây nha cả nhà. Và 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển nha, 10 cây em tặng một. Rồi bên đây cả nhà ơi, đừng có bỏ qua cái lô thọ hương của em, rất đẹp nha cả nhà. Cao cũng khoảng 4-5 tấc luôn đó, đế đẹp nè. Rồi cành cốt nè cả nhà ha. Loại này ghép có vài tháng thôi, như vậy là rất là cứng luôn nha cả nhà. Lấy bo ghép được, nuôi lại rất là tốt ha. 80.000 một cây, 3 cây em Huỳnh bao phí. Rồi tiếp tới một loại nữa, đó là
À, cúc VIP. Cúc VIP này mọc hoa cực duyên luôn nha cả nhà. Thì loại này chỉ có 80 ngàn một cây. 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển và 10 cây em tặng một cúc VIP ha. Rồi em tiếp qua một loại nữa cả nhà, đó là 7 tầng. 7 tầng thì 125 ngàn cây. Đó, 125 ngàn cây ha. 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển và 10 cây em tặng một. Rồi bên đây em có này là cúc cam nè mọi người. Cúc cam cành nhánh xum xê. Loại này cũng khoảng cỡ 3 tấc nha. À, và loại này thì màu cam cà gót, 80 ngàn một cây nha mọi người. 3 cây em Huỳnh bao phí. Đây có một cái bông hoa của hoa hồng Thanh Tú nó nở nè mọi người. À, duyên chưa, lung lên luôn, nở phùng như hoa hồng luôn. Một chùm nó có 5 bông luôn nha cả nhà. Đó, không thể nào tin được luôn. Cái cây là chỉ có 2 tấc, khoảng 3 tấc thôi cả nhà, không tới 3 tấc nữa mà nó có một cái bông lung linh như thế này luôn. Kỳ diệu của mai cúc nó nằm ở đây á cả nhà. Cây nó ngắn ngắn nhưng mà nó có hoa ha. Thì cái lô này nè là mặt hoa chuẩn như vậy luôn nha cả nhà. Chỉ có 110 thôi, 110 ngàn một cây và 3 cây em Huỳnh bao phí. Cái hoa hồng Thanh Tú nè cả nhà. Ồ, duyên nghe chưa, nó nở phùng nè. Rồi ha, cây thì cực khỏe và đẹp nha mọi người. Nó hàng sale nhưng mà hàng rất là chất lượng luôn nha. Rồi em qua một loại nữa. Đây rồng bay nha cả nhà. Rồng bay đây chỉ có 80 ngàn một cây. Đế đẹp nè ha, đế đẹp nè. Cành nhánh xum xuê nè. Đó, cao cũng khoảng cỡ 3 tấc rưỡi 4 tấc. Rồi à, đây một loại nữa nha cả nhà, đó là cúc bi. Cúc bi này là cúc bi tiên sinh, hay còn gọi là cúc bi bông chùm tiên sinh. Đó là cũng là cúc bi nha cả nhà. Thì loại này là 80 ngàn một cây. Đó. Thì 7 tầng thì người ta phân biệt 7 tầng là tiên ong, còn cúc bi là tiên sinh nha mọi người. Đó. 80 ngàn một cây ha, 3 cây em Huỳnh bao phí. Rồi bên đây em có vạn thọ cánh xăng luôn. Vạn thọ cánh xăng nè, 150 một cây nha mọi người. 3 cây em Huỳnh bao phí. Rồi một loại nữa đó là cúc đọt xanh. Trời ơi nó đẹp và nó tốt quá chừng luôn cả nhà. Đây ha, cái đọt của nó nè, xanh rì luôn. Cây thì nó tùm nhánh luôn cả nhà. Và mẫu này Quỳnh gửi đi là 10 người 10 hít nha. Bởi vì quá trời cành nhánh luôn. 80 ngàn một cây và 3 cây em Huỳnh bao phí. Bên đây em có tây thi luôn. Một cặp như thế này là 250. Em cũng bao phí cho mình luôn ha. Tây thi nha cả nhà, mình về mình lấy bo được, mình tạo dáng bonsai được. Cao khoảng cỡ 3 tấc rưỡi 4 tấc. Rồi em giới thiệu với cả nhà mình một loại nữa, giống mới nữa, ở khu vườn của Quỳnh nè. Đó là dảo đa phúc. Thì cái dảo đa phúc này á mọi người, hôm nay khách cũng hỏi nhiều. Đang ôm nụ luôn nè. Hoa rất là đẹp nha. Cây cao 36cm. Rồi cây như thế này, dảo đa phúc như thế này thì Quỳnh thấy là cả nhà mình về á sưu tầm mặt hoa và cũng như là lấy bo. Giá là 125 ngàn một cây. 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển. Và 10 cây thì em sẽ tặng cả nhà mình một cây ha. Đó, dảo đa phúc. Rồi bên đây 150 cánh luôn nè cả nhà. 150 cánh luôn. Loại này cũng 3 tấc mấy rồi, cũng 80 ngàn một cây ha. 3 cây em Huỳnh bao phí. Rồi một loại nữa cả nhà, đó là cúc kem. Cúc kem nè, cũng 3 tấc mấy luôn. Màu kem ha. Loại này có giá là 90 ngàn một cây. 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển nha mọi người. Và 10 cây em tặng một luôn. Cúc đọt đỏ đó nha cả nhà. Em còn một loại nữa là cúc đọt đỏ. Thì cúc đọt đỏ này, cái đọt nó ra nó màu đỏ ha. Và nó dài thường thuộc để chúng ta lấy bo và có thể tạo dáng bonsai luôn. 80 ngàn một cây và 3 cây thì em bao phí. Rồi cả nhà ơi, em mời cả nhà mình nhìn lại cái khu vườn của em Huỳnh. Quá trời nhiều giống luôn. Khách mến, nếu như chúng ta thích loại nào thì alo cho Quỳnh và em sẽ ship tới nơi cho mình ha. Và cả nhà ơi, hãy gọi số điện thoại 0949234525 để trực tiếp Huỳnh sẽ tư vấn và cũng như là chốt hàng với khách ha. Em Huỳnh mến chào và hẹn gặp lại.